tụi mình đi chỗ ơi. Nhóm thanh niên rượt đuổi nhau xông cả vào nhà dân nhưng lại được dân mạng khen lễ phép. Mới đây, một đoạn camera an ninh nhà dân ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông đang đóng cửa cổng thì từ phía đằng xa, hai thanh niên chạy trên chiếc xe máy phóng thẳng vào trong sân nhà. Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì hai thanh niên đã phóng thẳng ra phía nhà sau mất hút. Còn đang ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì thêm một nhóm thanh niên cũng phóng xe chạy thẳng vào nhà, thậm chí phá rào để mà chạy vào bên trong. Bày ơi, bày ơi, bày. Ngoài khí thế hùng hổ như là vũ bão, một số người trong số đám thanh niên còn cầm theo trên tay vài vật có khả năng gây sát thương vật lý. Sau vài giây, nhóm thanh niên lại lũ lượt kéo nhau ra về trong thái độ hết sức bình tĩnh của người đàn ông. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip mặc dù vô cùng hồi hộp trước cuộc ẩu đả của hai nhóm thanh niên báo thủ, thế nhưng lại không nhịn được cười trước sự lễ phép và văn minh của nhóm giang hồ. Khi cả nhóm trước lẫn nhóm sau trước khi chạy vào nhà đã mở lời xin phép người đàn ông và trước khi rời đi cũng lễ phép gửi lại cho ông cái xẻng, đồng thời ngỏ lời xin lỗi vì đã làm phiền. Một số bình luận được mọi người để lại: nhà ông bác lắm đồ chơi quá, tí nữa thì mất cây xẻng rồi. Đi báo nhưng không quên lễ phép như ở nhà, xác nhận giang hồ có học, giang hồ văn minh. Thanh niên bị rượt chạy xịt khói vậy mà vẫn gạt được cái chân chống xe rồi mới bỏ trốn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.